Không, vậy thì bọn em cộng lại với nhau thì làm gì? Sai. Em mới làm gì các em ơi? Ai thông minh hơn? Trường đại học đấu trường đại học, Uni versus Uni. Tập hôm nay chúng ta có hai trường rất là đỉnh, đó là trường Đại học Ngoại thương FTU. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Đức Thắng, mọi người có thể gọi mình là Trồn. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh quốc tế của trường Đại học Ngoại thương. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Hương Giang và hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 khoa kinh tế quốc tế của trường Đại học Ngoại thương. Yeah, và top 5 Hoa hậu Việt Nam. Học viện Ngoại giao đi. Xin chào mọi người, tớ là Thái Bá Minh, là sinh viên năm 3 khoa chính trị quốc tế và ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Và đây là... Xin chào mọi người, tớ là Khánh Linh, hoặc mọi người có thể gọi tớ là Emily. Hiện tại thì tớ là sinh viên năm 2 tại khoa truyền thông và văn hóa đối ngoại tại Học viện Ngoại giao. GPA của Trồn bao nhiêu? Thôi em không nói, sợ đội bạn biết thì mình sợ. Ôi thế á, bao nhiêu? Thôi đầu 3 mà đuôi cao. Em đuôi nhỏ hơn xíu á. Emily 3.99x tiểu học. Nhỏ hơn Emily tí, 3.8 mấy ạ. Các bạn trường ngoại giao, các bạn có những ấn tượng gì về trường ngoại thương? Và từ đầu tiên đẩy ra đó chính là hoa hậu. Bởi vì em đã xem duyên dáng ngoại thương và gặp Giang ở đó. Sau đấy thì gặp Giang ở trong top 5 hoa hậu Việt Nam. Em luôn thích những bạn học kinh tế vì họ có một cái đầu nhảy số rất nhanh. Điềm tĩnh và khéo léo. Thực sự là từ cái vẻ ngoài thì em thấy các bạn khá là chín chu. Biết cách nói chuyện là biết cách kiểu connect mọi người. Bây giờ nếu nói về một thế mạnh và một điểm mà mình rất tự hào về ngôi trường của mình thì đấy sẽ là điều gì? DAV Deadlines Academy ở Việt Nam. Và bọn em rất tự hào về khả năng chạy deadline của sinh viên trường. Em cảm thấy tự hào vì trong một môi trường như thế mình được rèn luyện và khi mà ra ngoài thì luôn được khen và ngoan. Nhằng nào mình cũng nhảy được đúng không em? Môi trường khá là năng động. Em thích nhất ở trường em cái sự đa dạng. Kiến thức thì vô hạn, hiểu biết thì hữu hạn và mỗi ngày đều là một cơ hội rất tốt để mình học một cái gì đó. Cho nên là cùng nhau học hỏi á. Uni versus Uni. 3, 2, 1. Bây giờ hả? Em chọn cái gì trước? Em chọn xã hội. Phần lớn năm dương lịch 2024 sẽ nằm ở năm âm lịch nào? Quý Mão. Sai. Tí xỉu dần lại thì... Tí xỉu dần lại thì... Chính xác là Giáp Thìn. Ôi. Chúng ta sẽ đến với lão làng chuyên gia trong tập ngày hôm nay. Tông tử thông minh Hai Việt Hoa. Thế năm âm lịch thì chúng ta không dùng số mà chúng ta dùng can chi. Và can chi là một cái tính năng của người phương Đông thời xưa. Về chi chúng ta có 12 con giáp mà mình nghĩ tất cả mọi người đều biết rồi. Và can thì chúng ta có 10 can tương ứng với lại mỗi 10 năm trong một thập kỷ. Và điều đó đồng nghĩa với việc là cứ sau 10 năm chúng ta sẽ lặp lại một can. Giáp Đất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý. Chúng ta có năm 2004 sẽ là năm Giáp Thân. Vì vậy tất cả những năm kết thúc bằng số 4 thì sẽ đều là những năm giáp. Câu hỏi số 2. Đứng đầu nhà nước Văn Lang là ai? Ồ, chính xác. Yes, một điểm. Trong 5 giây, hãy kể tên 3 tỉnh của Việt Nam giáp Trung Quốc. Hà Giang, Lào Cai, Mắt Lượt. Ồ, oh, chính xác. Chúng ta còn có cả Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng. Nhất trí nhì văn tam lân tứ cẩn là bộ tứ của nền chấm ba chấn của Việt Nam. Nghệ thuật Việt Nam. Chính xác. Hội họa. Chính xác. Yo. Được coi là nhất là cái đầu của Việt Nam vào khoảng nửa đầu 20. Nhì văn ở đây rồi các bạn cũng đều biết. Tôi Hoàng Vân. Bài thơ Tràng Giang được tác giả Huy Cận sáng tác dựa trên cảm hứng từ dòng sông nào? Không. Chính xác! Yo! Hai đều, yo! Còn hai lĩnh vực nữa thì bây giờ DAV chọn là khối tự nhiên hay là lĩnh vực khác là về nghệ thuật thể thao và tiếng Anh? Ok, để về lĩnh vực khác nhá. Cầu thủ Cristiano Ronaldo hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ thuộc quốc gia nào? Qatar. Chưa chính xác. Bồ Đào Nha. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Hạng 2. Không biết. Ả Rập Saudi. Đúng. Yeah! What is the 22nd letter of the alphabet? U.
Chưa chính xác. Chi. Chưa chính xác. Đi. Chính xác. Nghe hai giây và đoán tên bài hát sau. 3 2 1 phút tụ. Leave the door open. Chính xác. Tiếp theo, ba bài hát sau có đặc điểm gì chung về lời bài đó hát bài Cháu vẽ ông mặt trời, đi học về một con vịt. Mày hát cháu vẽ ông mặt trời tao. Cháu vẽ ông mặt trời. Một con học về. Cháu vẽ ông mặt trời. Cháu hát giống nhau ạ? Giai điệu. Giai điệu. No. 3 2 1 Đáp án là câu mở đầu chính là tên bài hát. Oh. Thế mới là thi các em ơi. Đây là quốc gia nào bằng tiếng Anh nhá? Poland. Chưa chính xác. England. Chưa chính xác. Thailand. Chưa chính xác. Greenland. Chưa chính xác. Iceland. Chưa chính xác. Ireland. Chưa chính xác. Netherlands. Chưa chính xác. Finland. Chính xác. Phong cách thời trang lấy cảm hứng từ xu hướng giữa những năm 90 và đầu năm 2000 được gọi là gì? Chính xác. Which GMT time zone is Vietnam in? GMT plus 7. Chính xác. Yeah. Những câu hỏi về lĩnh vực tự nhiên. Yo, 5 câu hỏi dành cho các bạn như sau. Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. Chính xác. 18 tuổi. Chính xác. Trong hình học phẳng, định lý Thales được áp dụng cho những đa giác nào? Tam giác ạ. Đúng, còn một ý nữa. Tứ giác. Tam giác tứ giác. Tam giác vuông. Chưa chính xác. Hình bình hành ạ. Chưa chính xác. Tam giác hình chữ nhật. Chưa chính xác. Điểm chung của hình bình hành, hình vuông, hình chữ nhật vân vân là đều có các cặp cạnh song song. Và chúng ta chỉ cần tìm ra một tứ giác có một cặp cạnh song song thôi. Đấy là hình thang. Trước công nguyên thì người ta sử dụng định lý này. Đây là một nhà, đây là định lý được mang tên một nhà toán học Hy Lạp cổ. Đó là nhà toán học Thales. Và cái định luật ông ấy sử dụng được tên theo chính ông ấy là định luật Thales. Trong toán học, Q là ký hiệu biểu diễn cho tập số nào? Số số ạ. Chưa chính xác. Số thập phân ạ. Chưa chính xác. Số hữu tỉ. Chính xác. Ừ, đúng. Các bạn hãy tìm giá trị x ở phép tính 2 nhân mở ngoặc x cộng 10 bằng 36. Phật tụ. 8. Chính xác. Mình phải tính đi. Mình đừng bấm chuông vội quá. Hãy kể tên 3 thang đo nhiệt độ được sử dụng hiện nay. Độ C. Độ F. Độ F. Độ C, độ F, độ K. Yeah, yeah, chính xác. Vòng 2, đấu giá. Đây là vòng mà các bạn sẽ cùng nhau cược điểm, cược lần lượt lên con số cao nhất mình có thể liệt kê với mỗi một câu hỏi liệt kê. Đội nào cảm thấy không hơn được nữa thì có thể nhường đội đấy và đội được quyền liệt kê. Nếu liệt kê quá hoặc thiếu hoặc sai sẽ trực tiếp bị mất điểm. À, mỗi người có một thế mạnh về cái khía cạnh lĩnh vực nào nhỉ? Em về sinh học. Trước là đội tuyển sinh đúng không? Em tiếng Anh và nghệ thuật. Em như nào cũng được, tại vì bọn em cộng lại với nhau thì mình làm gì. Ôi dồi ôi. Wow. Và nhớ là chúng ta sẽ bị trực tiếp trừ điểm nếu mà trả lời sai. Dù một trả lời thiếu hoặc thừa. Yo yo yo. Yo. Yeah. Yo. Đi. Đi. Mèo mèo. Mèo mèo. Kể tên các tỉnh thành ở miền Nam Việt Nam. Bao nhiêu câu? 5. 5. 7. 8. 10. 11. Ok. Ừ. Nhiều đúng không? Rồi, đây là về 11. Thành phố Hồ Chí Minh. Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, Vũng Tàu. Vũng Tàu. Sai. Yeah. Vũng Tàu là một thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À. Vậy thì tổng các tỉnh miền Nam và Việt Nam là sẽ có bao nhiêu? Có 19 tỉnh thành, trong đó có 17 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc Trung ương.
Thế nên là nãy đội nào mà cược đến 20 là làm cũng cái bài. Để cho mỗi đội sẽ có một lần sử dụng ngôi sao hy vọng. Và nếu như trả lời đúng thì các bạn ấy sẽ được 5 điểm. Trả lời sai các bạn sẽ bị trừ đi 3 điểm. Các bạn hãy kể tên các quốc gia tại châu Á. 7 9 11 11 lần 1 13 14 14 lần 1 15 Mình biết hả? 15 lần 1 16 16 lần 1 17 Được. Wow. Ấn Độ, Lào, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Nepal, Đông Timor, Việt Nam, Indonesia. Tối đa 10 giây nhá. Campuchia, Bhutan, 15 còn 2. Bắc Triều Tiên và bảy tám chín mười. Afghanistan có phải châu Á không? Đúng rồi. Philippines chưa kể. Ngoại giao còn muốn chọn Oli không? Yo. Các bạn hãy kể tên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. 5 7 7 10 11 15 15 lần 1 16 18 19 Ui 21 22 24 Wow. 24 lần 1 25 25 lần 1 26 Mà 26 kể được thì cũng xứng đáng. Ừ, xứng đáng. Chốt ạ, 26 26 Bắt đầu. Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Học viện Công an Nhân dân. Rồi. Ơ, nó không phải Học viện An ninh Nhân dân. Học viện Tòa án. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Ngân hàng. Học viện Tài chính. Đại học Giao thông vận tải. Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Học viện Ngoại giao. Đại học Ngoại thương. Học viện Thanh thiếu niên. Học viện Phụ nữ, đúng rồi. Đại học cái gì? Diễn điện ảnh cái gì nhỉ? Sân khấu điện ảnh. Sân khấu điện ảnh. Học viện Báo chí. Báo chí và tuyên truyền. Đại học Y Hà Nội. Đại học Y học cổ truyền. Promit. Học viện âm nhạc. Ta biết nhiều lắm mà. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Văn hóa hả? Học văn hóa. Rồi. Đại học Swinburne. Swinburne. Đại học Greenwich. Đại học FPT Fully. Đại học Medica. Còn hai nữa thôi các em ơi, còn hai là các em lật ngược được tính. Đại học Hà Nội. Đại học Mở. Đại học Mở Địa Chất. Đại học Mở Địa Chất. Rồi, được chọn 26 nhá. Trả lời về trường Y Dược học cổ truyền thì tên chính xác của nó là Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Thế thì kết quả là my god. Các bạn chưa chính xác. Oh my god. Thời tiếc. Chiến thắng đã thuộc về FTU Đại học Ngoại thương. Nhưng mà phòng này bọn em không phải đấu nhiều lắm nên là... Nhưng mà bọn em... Give it up for DAV. Yeah! Chiến thắng DAV phải nỗ lực luôn. Rồi, sau những phần thi vừa rồi thì các bạn ấn tượng nhất câu hỏi gì mà các bạn nhớ? Em nghĩ là em có thể kể được nhiều trường đại học hơn nữa và ý là em rất biết rất nhiều trường như vậy. Cách em kể rất là theo hệ thống của các trường học viện ở bên mảng Bộ Công an ấy. Nếu không học ở Phở Tu thì em... Nếu không học ở Phở Tu thì... À, Imposter. Hóa ra là anh không thua đúng không? Thật sự. Nếu không học ở JAB thì em đã học ở Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Còn Emily thì sao? Em nghĩ sẽ
sang một câu rất đáng tiếc là câu Bà Rịa Vũng Tàu. Thì em nghĩ là những cái mình chắc chắn chưa chắc đã là cái chắc thật. Deep quá ha, những cái mình chắc chắn chưa chắc đã là cái chắc thật. Yay, quote by Emily Idiabe. Em hiểu được cái cảm giác lúc mà các bạn vào trong phòng thi ấy, xong đi ra ngoài mọi người cứ bảo là câu này dễ mà bản sao không làm được, thì em thấy kiểu cái tâm lý rất là quan trọng. Cái nước châu Á là em biết rồi nhưng mà em lại cứ không chắc chắn cái đáp án này, em hơi tiếc. Em cũng tiếc câu đấy bởi vì em nhắc bạn Trường sai. Bạn Trường đã quay sang hỏi em là nước cái gì nhỉ? Afghanistan. Afghanistan có phải châu Á không vậy? Thật sự là rất sorry mà em nghĩ là sau hôm nay phải học thêm địa lý nhiều hơn. Với cả là đúng là trong bất kể một cái lĩnh vực kiến thức nào và bất kể một ai để chúng ta gặp gỡ thì đều biết một cái gì đấy mà mình không biết, cho nên cái việc học hỏi lẫn nhau là hoàn toàn bình thường. Không biết chúng ta học tiếp. Cái này cũng là một cái mà chị hoàn toàn đồng ý với Trồn, tức là chúng ta hay một miệng nói cái câu là cái này mà không biết à, hay là câu này dễ mà không bao giờ. Dễ khó chỉ là cái sự tương đối thôi, và ai cũng có cơ hội để học tiếp và cải thiện tiếp. Yêu, chúc mừng cả hai đội. Và mọi sự so sánh đều phóng thiếng, tôi yêu cả hai trường. Đi về với em đi. Đi ai quá quá ai nhỉ, chụp in chân 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 chân. Đi ai quá quá ai nhỉ, chụp in chân 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 chân.